Chào tất cả anh em đã đến với kênh Tùng Audio Hải Dương, và bên em lại bắt đầu về được mẫu súp của DB Optic. Đây là mẫu sản phẩm PK115S, mẫu súp bơi khủng khiếp các bạn. Bát 40 và chơi gia đình thì em chắc chắn là các bác về em sẽ cảm thấy là cực kỳ hài lòng. Và nếu như anh em đang cần một con súp, và đặc biệt là mẫu súp hơi, thì không thể bỏ qua được dòng sản phẩm chính hãng mang tên DB Optic PK115S. Đây là thùng hộp đấy các bạn. Nên về được số lượng không có nhiều, nên các bác anh em nào muốn mua thì ngay bây giờ liên hệ trực tiếp qua Tùng Audio để được tư vấn ưu hưởng mức giá ưu đãi nhất của mẫu súp hơi PK115S nhé. Và đây là mặt hình thức hộp của em DB Optic, bao gồm tên model và các đầy đủ thông số mã QR của bác anh em check hàng. Đây là nhà phân phối DB Optic, là dòng sản phẩm chính hãng mẫu súp hơi gia đình đánh khỏe nhất và khủng khiếp nhất mọi thời đại các bạn. Ok, và em bây giờ thì cùng với em Tùng thử xem là bên trong hộp của DB Optic thì sẽ có những gì các bác anh em trải nghiệm với em Tùng luôn. Đây là mặt hình trước khi các bác anh em đập hộp với mẫu sản phẩm DB Optic PK115S, mẫu super cực khủng và cực chiến các bác. Đấy, các bác anh em nhìn thấy chưa? Bao gồm là hộp xốp để các bác anh em yên tâm trong cái quá trình vận chuyển này. Thứ hai nữa là có vỏ bọc rất là kỹ càng. Và ngay bây giờ thì em sẽ để ra và thử trải nghiệm chất âm của mẫu súp hơi cực kỳ khủng khiếp và dã man này. Và đây là mẫu súp hơi DB Optic PK115S cho anh em. Về mặt hình thức thì anh em đánh giá sao về cái dòng sản phẩm súp như thế này? Chắc chắn rồi, đây sẽ là một mẫu súp khủng khiếp nhất, rất là gấu các bác nhá. Hình thức này với chất liệu, thứ nhất là về phần dãy căng đã. Cái dãy căng của DB Optic PK115S mình thấy không? Quá chất lượng rồi, rất chắc chắn cho các bác anh em. Đấy. Ngoài ra thì có logo thương hiệu này. Đấy, anh em để ý kỹ, những cái dòng sản phẩm chính hãng luôn luôn phải có logo thương hiệu đầy đủ như thế này nhá. Ở bên rìa thì sẽ có mã QR cho bác và anh em nhận hàng, check, kiểm tra thanh toán với cái mẫu súp hơi chính hãng của DB Optic. Đấy. Và chất liệu của loại súp hơi này sẽ là gỗ bun sần, anh em thấy chưa? Với cái chất liệu như thế này thì các bác và em sử dụng một cách lâu dài, bền bỉ và nó an tâm hơn rất là nhiều so với những cái dòng gỗ khác. Và ngoài ra thì bên sườn, bên mặt sườn của mẫu súp hơi, các bác và em thấy có phần tay sách thuận tiện trong cái quá trình các bác và em di chuyển, rất là dễ và rất là đơn giản. Và đây là mặt sau của mẫu súp hơi PK115S cho các bác và anh em. Đây, mặt sau thì sẽ có bao gồm cổng lưu xích, các bác và anh em có thể cắm trực tiếp qua đẩy này, hay là qua vang, hay là âm ly để các bác và anh em ghép lối để nghe nhạc. Mặt sau của mẫu súp hơi này thì sẽ bao gồm tên model PK115S này, các cái giải và các cái thông số hiển thị hết ở đây của các bạn. Có công suất trung bình là 600W, công suất tối đa có thể đạt được là 2000W, một cột súp quá khủng khiếp rồi. Và trở kháng của con này là 8 ohm này, và với cái giải tần số lên tới từ 38 Hz cho đến tận là 200 Hz các bạn đấy. Và độ nhạy của em súp hơi PK115S sẽ là 99 dB, và các cái đường kết nối thì em đã báo cho anh em rồi. Anh em ghép nối qua phần input, hoặc các bác và em ghép nối sang một con súp khác đánh súp đôi. Đấy, là ok. Và cái mặt hình thức như thế này chắc chắn các bác và em lên tham khảo để với format gia đình. Nếu như các bác và em muốn chơi súp khỏe, nghe tiếng bác nó đã đời, chắc chắn là không thể bỏ qua được mẫu súp hơi của DB PK115S này. Em đánh trong nhà, nếu cái diện tích trong khoảng độ tầm 30-40m² là hợp lý nhất. Tại vì cái mẫu súp hơi anh em biết là tiếng nó ra nó rất là khỏe, và tiếng chất lượng thì vô cùng rồi. Còn ngoài ra thì em có thể mang mẫu súp này ra đánh ngoài trời. Nếu mà có DB hàng chính hãng như thế này thì không có lý do gì anh em phải bỏ qua được cái cơ hội này để sở hữu cho mình ngay một con súp hơi khủng của DB PK115S. Và ngay bây giờ thì cùng với em Tùng trải nghiệm thử chất âm với mẫu súp DB PK115S nhé. Đấy, em sẽ ghép nối với hai trang thiết bị, đó chính là vang và đẩy. Thì bắt đầu em sẽ cho bác và anh em nghe thử tiếng chất lượng của loa súp khô trước. Các bác và anh em nghe thử về cái tiếng súp rồi xem nó đánh nó như thế nào. Và tiếp theo đó là em sẽ ghép nối cùng với cặp loa full của em đây, đánh cả loa súp cả loa full để ra tiếng chất lượng thanh vượt bài nhất, có đủ để cho bác và anh em chơi với phòng an gia đình hay không. Và bây giờ các bác và em hãy lắp tai nghe vào và để trải nghiệm âm thanh của mẫu súp hơi PK115S nhé. Thank you.
các bác cùng với em Tùng đã trải nghiệm của mẫu súp hơi, tiếng chất âm của mẫu súp hơi DB Hoàng Tích PK415F đúng không ạ? Đúng là thật sự khủng khiếp các bác, rung lắc nhà và thật với mẫu súp khủng như thế này, đặc biệt là súp hơi bát 40 của DB nữa. Tiếng chất lượng âm thanh ra đánh quá là uy lực, cái dạng bát em nghe các bác mình em đập rất là mạnh. Và khi các bác mình em nếu có cơ hội để trải nghiệm cùng với em Tùng thì chắc chắn là các bác mình em sẽ chọn lựa ngay bộ sản phẩm súp hơi của DB PK415F với phòng hát gia đình. Và ngay bây giờ thì cùng với em Tùng thử trải nghiệm khi các bác mình em ghép đối với súp hơi này cả loa full để xem tiếng chất âm thanh nó đánh ra như thế nào nhé. Có hài hòa hay không nhá, các bác em hãy sử dụng tai nghe một lần nữa để nghe chất âm thanh nào. Chất lượng âm thanh của mẫu súp DB Hoàng Tích PK415F ạ. Cũng là các bác anh em nếu như nghe nhạc mà thiếu một con trầm thì chắc chắn rồi anh em trải nghiệm âm thanh nó không được hay cho lắm đúng không ạ, nghe nó bình thường quá. Nhưng mà khi các bác anh em ghép đối với một con trầm, đặc biệt là con súp DB PK415F thì đúng anh em mới là những người biết trải nghiệm âm thanh, biết thẩm thấu nhạc. Và ngay bây giờ nếu như các bác anh em muốn dòng súp hơi này có mặt trong tại phòng hát gia đình của bác anh em thì liên hệ trực tiếp qua cửa hàng Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại là 0979 629 336 nhé, để hưởng ngay mức giá ưu đãi nhất với bộ sản phẩm súp hơi chính hãng của DB Hoàng Tích PK415F và có chế độ bảo hành lên tới 12 tháng của hãng. Anh em nhận hàng và kiểm tra thanh toán sau. Video của em xin dừng lại tại đây. Gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio. Xin chào.